Nhi xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em thân mến. Trước tiên cho Nhi gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến quý cô chú bác và quý anh chị em thân mến. Lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất ạ. Và hôm nay Nhi xin chia sẻ một bài thơ Phát điên vì tiền. Xin mời các cô chú, các anh chị cùng nghe nha. Con kiến mà leo cành đa, leo nhầm cành cục vào ra leo hoài. Lương lẹo mà leo cành xoài, tự dưng nó lại thèm trai nữa rồi. Mấy ngày nó bị mồ côi, nó liền tuột xuống sông rồi đu lên. Lên lên xuống xuống mình ên, thấy sao mà thích nó rên rên hoài. Xoài non chua chát nó nhai, miệng thì lại nhảy khoe tài đu cây. Còn khoe tên nó nhiều này, thách ai không thích đến đây bắt liền. Phải chăng nó hụt số tiền từ người quyên góp ở miền Hawaii, nên làm trò khỉ câu like như điên như dại, mong ai cho tiền. Và tiếp theo là một độc giả bút xúc về 100 triệu của cô Linh Lan. Câu chuyện 100 triệu đưa cho cốt chồng. Em xin đọc nha cả nhà. Ôi bé ơi, là ơi, chị mới vừa xem lại cái clip phỏng vấn, em bị lừa 100 triệu. Chị thương em ơi là thương, nên chị cùng chị em trong nhóm cộng đồng quyết dốc lòng hết sức, nắm tay thật chặt, quyết chiến đòi lại 100 triệu cho em đây nè. Mà im ở lòng nào, kền kền, em chửi bọn chị quá trời. À, mèn đất ơi, trời ơi, trời ơi, có thấu hôn, đi đòi tiền giùm em mà em cũng không chịu. Em nhớ cái vụ sầu riêng á, 1,4 triệu mà em xỉu ngang xỉu dọc. Nên nghe hay tin em bị lừa mất 100 triệu, chỉ xót cho em nên cứ quyết đòi lại cho em nè. Thấy mấy chị thương em hôn, vậy mà em không cảm động, không động lòng, phàm, cảm ơn chị, còn cho kền kền chửi tụi chị nữa. Mà thôi kệ, chị ráng đòi 100 triệu cho em để em đi sửa lại cái nết như em. Nết gì mà mất 100 mấy thì xỉu lên xỉu xuống, mất 100 triệu im rè, kỳ lắm nghe không? Chị nhớ em đòi tiền phúng điếu, trên live stream rành mạch, rõ ràng dữ lắm. Sao sẵn không đòi luôn thằng nào, con nào lừa 100 triệu luôn đi em. Chàng ơi, ai mà lừa 100 triệu chị là không la lắp cùng làm cuối sớm, chị la sùm, không có chịu đâu rồi nha. Các anh chị cô chú bác biết không, cái vụ 100 triệu này á, rất là nhiều người quan tâm. Đó, anh có nghệ sĩ mất á, Linh Lan á, phát biểu mất 100 triệu tại chuỗi giác ngộ. Đó, mà cho tới nay Linh Lan cũng chưa có phát biểu lại cho mọi người biết. Cái gì đâu á, mở miệng ra Linh Lan á, làm cái tự như là quan tâm á, thương mến, anh có thương á, anh có nghệ sĩ Vương Văn Long lắm. Đó, thương cái gì đâu các anh chị, cô chú bác. Thương á, mở miệng ra thương người chồng. Mà thương cái gì? Nhảy ra lúc anh mất á, nhảy ra phát biểu mất 100 triệu để cho các anh chị Mạnh Thường Quân á, tập trung á, để ý á, cô Linh Lan á, để chuyển tiền á, đó, để mà rót tiền á, về cho cổ, cổ trục lợi cho cá nhân bản thân của cổ. Chứ thương cái gì anh có nghệ sĩ Vương Quang Long đâu. Những á, cái gì á, anh á, lo cho Linh Lan á, Ngô Thị Trúc Ly á, biết bao nhiêu á, mà trang Facebook của Linh Lan có chớ hề mà thấy mà hả, mà Linh Lan á đăng hình anh á mà hả cảm ơn anh á một tiếng nào, hình kỷ niệm á cái gì á của anh á với Linh Lan á, có thấy hả là hả Linh Lan hả cảm ơn anh á gì một tiếng gì đâu. Trong Facebook của Linh Lan đi chơi á với bạn bè cái gì cũng đăng hết trơn á, mà hình của chồng á mở miệng ra nói thương có nghệ sĩ Vương Quang Long. Đó, thương cái gì đâu các anh chị cô chú bác, cái này chỉ là giả chân á. Từ lúc mà anh mất á, nhảy ra tự xưng mình là vợ chính thức để mà hả là mẹ quá con coi nó được cái hả, được cái đà đó để mà các anh chị cô chú bác á, cô chú bác á quan tâm á, để mà hả nguyên rót á, nguyên góp á tiền á, đó, cho mẹ quá con coi,
tiền này tiền kia các thứ, tiền gì á cũng lấy cũng nhận hết trơn á, mà cái tiền chung tay á xây mồ mả thì Linh Lan chớ hề biết tới, chớ hề hỏi tới. Mà tiền này tiền kia á thì á, cho mấy hả kênh nó bảo vệ Linh Lan á lên á đòi ngày đòi lem, hết ngày này qua ngày kia cái đòi số tiền hoài à. Đó, cái người phụ nữ á, mà mở miệng ra mà thương anh có nghệ sĩ Vân Long á, mà đòi tiền á, tiền này tiền kia á, bên gia đình anh như vậy á, mà không có một cái chút gì á, để mà hạ nguyên góp gì vô để phụ công phụ sức gì hết trơn á, mà đòi chia tiền này tiền kia của anh không à. Các anh chị cô chú bác có thấy rõ đó. Mở miệng ra là thương anh Long, thương có nghệ sĩ Vân Vân Long lắm hả Linh Lan. Trời ơi, mẹ quá con coi ha. Tung cái tin ra mất 100 triệu để trục lợi cá nhân, để cho các anh chị Mạnh Thường Quân á rót tiền về Linh Lan đúng không? Trục lợi cá nhân đổ thừa đồng bào Việt Nam á, là hả có lừa đảo 100 triệu mà mất các chú cơ quan chức năng công an á, không có vào cuộc á để giúp Linh Lan kiếm được á, cái người lừa đảo đó đúng không? Trời ơi, nguyên cái đất nước Việt Nam tôi nói cô nghe nha, công an rất là hay nha, cô đừng á có vu khống á, vu khống á người lừa đảo á, ở đất nước xinh đẹp á mà có người lừa đảo mà chú công an á không vào cuộc bắt giùm được Linh Lan nha Linh Lan đó. Trời ơi, tung tin ra mất 100 triệu, hổm giờ thu hoạch được bao nhiêu rồi Linh Lan? Còn cái vụ bé Helen nữa, bé Helen á đó, sao không dám hả, sao không dám đi xét nghiệm ADN vậy cho mọi người biết vậy, là con á của anh có nghệ sĩ Vân Vân Long đi đó. Cái này á cũng là tốt cho Linh Lan thôi, nếu mà Linh Lan đi xét nghiệm được xong rồi đó, thật sự là con của anh có nghệ sĩ Vân Vân Long á thì mọi người á còn ủng hộ Linh Lan nhiều hơn nữa đúng không các anh chị cô chú bác? Mà sao không dám đi xét nghiệm hả, hay là hả Linh Lan sợ lo sợ cái gì đó không biết á, không biết cái là hả lai cái tai hay lai ngón chân hay là lai cái tóc hay là cái gì, hay là không có lai miếng nào luôn của anh có nghệ sĩ Vân Long, thành thử ra Linh Lan không dám đi xét nghiệm đúng không? Trời ơi, Linh Lan á không có hả mà chối từ được đâu nha, tại vì Linh Lan á đã mạo danh á là vợ chính thức rồi đó, mẹ quá con coi. Mà cái vụ việc này là phải làm sáng tỏ thôi à đó, các chú cơ quan á, chức năng công an á, sẽ vào cuộc á nó cái vụ việc này đó, cái vụ 100 triệu và cái đứa bé Helen á có phải là con của anh có nghệ sĩ Vân Long không đó, cái vụ việc này phải làm sáng tỏ thôi á, chứ không có mạo danh á, mà lấy cái danh á, nghĩa á, danh tiếng của anh á, có nghệ sĩ Vân Vân Long ra mà để Linh Lan á mà hả kêu gọi tiền á trục lợi cá nhân của Linh Lan như vậy được đâu nha. Những tiền của các anh chị biết bao nhiêu rồi nha Linh Lan, cái vụ việc này phải làm sáng tỏ cho các anh chị cô chú bác á, Mạnh Thường Quân cộng đồng mạng á biết á, cái vụ việc này á không phải là chuyện nhỏ đâu, chứ đừng có nghĩ là muốn mạo danh ai mạo danh nha đó, muốn nhận tiền gì trục lợi cá nhân là nhận nha, muốn làm gì thì làm nha, sống ở một đất nước xinh đẹp Việt Nam á có luật pháp hẳn hoi nha Linh Lan, đừng có xem thường á cộng đồng mạng, đừng có xem thường pháp luật Việt Nam nha Linh Lan. Cái vụ việc á bé Helen á sớm sớm muộn gì á cũng phải á, xét nghiệm ADN á cho rõ ràng á cho mọi người biết á, chứ không có im được đâu, chứ không phải lấy đứa nhỏ ra mà hả công kích là đòi tiền này lấy tiền kia chia tiền nọ. Tài sản á, đất đai á, là của á, gia đình á của ba mẹ có nghệ sĩ Vân Vân Long á, là của tổ tiên, cứ dòm ngó vô hết tài sản rồi xong á, tới tiền cúng điếu rồi tới tiền này tiền kia kêu gọi này kêu gọi kia, mẹ quá con coi đó. Trong khi đó Linh Lan nó phải là vợ chính thức gì của anh Vân Văn Long đâu mà cũng mạo danh là vợ chính thức nữa. Vợ chính thức á, là phải có giấy kết hôn phải không, với vợ chính thức á không có một miếng giấy kết hôn nữa mà cũng bật tự xưng mình là vợ chính thức, nhảy ra tự xưng vợ chính thức để mà hả lấy cái danh tiếng danh tiếng của anh á, danh nghĩa của anh á, rồi á hả để mà hả cho mọi người á, thương quan tâm Linh Lan, rót tiền cho Linh Lan, lợi dụng á, tình thương của các anh chị mà cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân Linh Lan á nha cô, nha cô Linh Lan Ngô Thị Trúc Ly á nha cô, xấu lắm á nha, không có làm gì được á nha. Cái này vụ việc này á, là hả mọi người phải lên án mạnh mẽ, nói hoài nói cơ quan chức năng công an vào cuộc cái vụ việc này á, mới ngưng á, chứ không vô cuộc cái là nói hoài luôn á, bao nhiêu lâu nó cũng vẫn nói á. Thôi cái chương trình của em á, là xin tạm dừng ở đây nha, em xin hẹn gặp lại các anh chị cô chú bác cái chương trình tiếp theo sau. Xin mến chúc các cô chú bác các anh chị em mạnh khỏe. Xin hẹn gặp lại sau ạ. Cảm ơn các anh chị đã cho những cái like xin và những cái subscribe dễ thương. Thank you. Em bye bye.